Tòa tháp tài chính Bitexco là một trong những tòa tháp chọc trời được xây dựng tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà được xây dựng trên diện tích gần 6.100 m², tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 220 triệu USD, được tập đoàn Bitexco Group có trụ sở tại Hà Nội đầu tư và xây dựng. Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 31 tháng 10 năm 2010, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến khi Gangnam Hà Nội Landmark 72 vượt qua nó vào năm 2011. Hiện tại tòa nhà công trình cao thứ tư Việt Nam sau Landmark 81, Gangnam Hà Nội Landmark Tower và Lotte Center Hà Nội. Theo thiết kế, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 269 m, chiều cao tính từ thời điểm hoàn thành và cao thứ tư trong các cao ốc ở Việt Nam hiện nay. Thời điểm khánh thành 2010, tòa tháp Bitexco cao thứ 110 trên thế giới. Tòa tháp Bitexco được thiết kế bằng bê tông cốt thép kính. Và đặc biệt, ở trên sân thượng của tòa tháp này có chỗ đáp của trực thăng. Ý tưởng thiết kế của tòa Bitexco được lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng thanh thoát của búp sen, một biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Tòa nhà được xem là biểu tượng cho sự năng động của thành phố Hồ Chí Minh ngày hội nhập quốc tế. Phần lớn diện tích của tòa nhà được các doanh nghiệp tài chính hàng đầu trong nước và thế giới đặt làm văn phòng giao dịch. Tòa tháp thương mại cao 68 tầng cung cấp 37.000 m² cho khu vực văn phòng và hơn 8.000 m² khu vực thương mại từ tầng 1 đến tầng 6. Hơn 600 m² thiết kế dành cho khu vực nhà hàng ẩm thực trên tầng 50. Một đài quan sát dành cho công chúng nằm ở tầng 49, cho phép khách tham quan ngắm nhìn 360 độ toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn. Một kỷ lục kiến trúc được ghi nhận tại tầng 52 của tòa tháp Bitexco. Đó là sân đậu trực thăng đầu tiên tại Việt Nam nằm ở hướng Nam theo tòa tháp với độ cao 191 m so với thành phố. Sân đậu trực thăng có chiều dài 40 m, trong đó 18 m kết nối với các cầu chính.